Chiều ngày 26 tháng 7, tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh với sự tham gia của gần 300 đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là hoạt động thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước. Các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc qua đó tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng lòng yêu nước tự hào dân tộc xác định trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc